con khứa. Dừng, Cưng bình tĩnh cho chị nhá. Chị ở đây là chị giúp Cưng mà, nên là có gì Cưng cứ bình tĩnh để mà chị giải đáp nhá. Ok. Con phân vân quá, con vừa thi đại học xong, chả biết làm thế nào bây giờ, biết chọn trường nào bây giờ. Cần lắm một lời khuyên. Tự tưởng gì, chuyện nhỏ. Chị là bi tu, nhân vật của HANU Times. Cưng gặp chị là đúng người rồi đi nhá. Trường của bao sinh viên trẻ trung năng động và cùng chung đam mê học ngoại ngữ, còn thầy cô nhiệt tình lại rất dễ thương, làm chúng ta thêm yêu trường. Trường của ta không to nhưng rất dài tròn, nằm ở ngay Nguyễn Trãi quận Thanh Xuân. Cổng thì bé nhưng mà lại rất oách nhà, một dòng logo lên trên đây với cầu thang điện, văn phòng khoa cũng đặt ở nơi đây. Còn riêng bộ môn thể chất giáo dục lại nằm một mình một nẻo. Bạn hãy nhớ HANU cũng có hội trường, và ở phía trước đó chính là sân thể dục nơi ta vẫn học. Thank you.
ghê. À, Hanu này. Được rồi, cần phải sở quyết tâm đỗ Hanu. Bây giờ câu tiếp theo là gì? Em. À rồi. Ok, được. Diễn lại đoạn này đi chị. Chị là Bitu, linh vật của Hanutan. Cứ gặp chị là đúng rồi đấy. Cứ để chị thò tay vào. Tức là phải thò tay vào bên trong thôi. À, nhầm tối rồi hay sao rồi không? Đấy, giả vờ đang mờ ám. Em hơi đi học. Nhìn